Đại biểu Trình Lam Sinh của đoàn An Giang thì có đề cập vấn đề là tại sao mà các cuộc gọi lừa đảo lại biết đầy đủ thông tin về người dân, và vì người dân là khi thấy gọi đến biết nhiều thông tin về mình thì rất là dễ tin và vì thế bị lừa. Nguyên nhân thì có hai nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân kỹ thuật, thì một số tổ chức doanh nghiệp mà thu thập thông tin cá nhân ấy, thì chưa đảm bảo an toàn cho nên bị hacker tấn công và lấy cắp được dữ liệu. Hiện nay mà trên chợ đen ấy, mà bán dữ liệu Việt Nam ấy, theo báo cáo Bộ Công an ấy, là có đến 1.300 GB, tính ra là hàng tỷ thông tin đấy. Nó có nguyên nhân phi kỹ thuật. Lúc sáng tôi có nói là người dân thì dễ dãi trong việc cung cấp thông tin của cá nhân mình, chưa coi đây là tài sản mà tự mình phải bảo vệ. Cũng có việc là một số doanh nghiệp quản lý nội bộ kém để cho nhân viên dữ liệu lấy thông tin của doanh nghiệp bán ra bên ngoài. Bộ thì cũng đã có một số các cái công việc tiến hành, đã ban hành một cái bộ cẩm nang về an toàn thông tin, trong đó có một nội dung rất quan trọng là cái cách thức để người dân bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình. Hiện nay thì Bộ cũng đã xây dựng một cái cơ sở dữ liệu về lộ lọt thông tin thông qua các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Hiện nay có 120 triệu thực thể thông tin có thể bị lộ lọt. Người dân có thể tra cứu để biết xem rằng là mình có bị lộ lọt không. Thí dụ như là tài khoản thư điện tử của mình có bị lộ mật khẩu không. 1 triệu người đã truy cập vào đây. Nếu phát hiện thì mình sẽ thay đổi. Cũng đã có một cái địa chỉ về trang web, về điện thoại để thu thập các cái thông tin về lộ lọt dữ liệu cá nhân. Một trong những giải pháp mà tôi nghĩ là cũng rất là tốt, mới làm, là yêu cầu các cơ quan nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp có chăm sóc khách hàng, mà khi muốn tiếp cận người dân hay khách hàng thì làm việc với nhà mạng để hiện tên chứ không hiện số điện thoại. Và làm như vậy thì khi mà hiện tên thì người dân sẽ tin, và khi mà hiện một số điện thoại mà lừa đảo đe dọa thì mình không tin nữa. Thì nó phân biệt một cái cuộc gọi của một tổ chức có trách nhiệm với một cái lừa đảo, phối hợp với Bộ Công an để điều tra xử lý một số vụ mua bán thông tin dữ liệu cá nhân mang tính để răn đe truyền thông rộng rãi. Và như tôi nói là sẽ tiến hành thanh tra các nhà mạng một cách toàn diện về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm nay. Sang năm thì sẽ làm, đầu năm đấy, sẽ làm đối với lại các công ty bưu chính và mạng xã hội. Tăng cường truyền thông về dữ liệu cá nhân để người dân biết, bảo vệ, tự bảo vệ, và cũng như doanh nghiệp tự bảo vệ.